Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 4 2020. Đến với bản tin Hoạt Trình Đốn tối nay gồm có phóng sự cộng đồng, hậu duệ cung cấp thức ăn trong lúc dịch cúm. Trong phần 2 là tin tài liệu về dịch cúm toàn cầu và bài phân tích về tin giả từ Trung Quốc. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại Richmond, Virginia cung cấp thức ăn cho cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do Minh Thúy và Destiny Nguyễn thực hiện. Dạ, Destiny xin kính chào quý vị. Thì đáng lẽ là Destiny đang làm việc cho nên có bao tay, có mask. Nhưng mà chị Minh Thúy bảo Destiny intro cho nên Destiny cũng có vài lời là hôm nay đó. Thì Destiny cùng với các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tại vùng Richmond, Virginia, và anh chủ tịch cộng đồng cũng có mặt ở đây để chúng tôi đi delivery những đồ ăn tới cho những veteran của Mỹ. Veteran của Mỹ này là những người homeless veteran, có nghĩa là không có gia đình và thân nhân, họ ở trong một cái shelter. Thì trong lúc này đó thì họ không có đi ra ngoài được, cho nên là chúng tôi muốn giúp họ một chút đỉnh phần nào đó, lunch và dinner. Rồi cũng có một nhóm khác nữa là chúng tôi đi delivery cho những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì cũng đã lớn tuổi, quý vị bây giờ cũng ở trong nhà, theo lệnh order của chính phủ thì chúng ta cũng không có đi ra ngoài được. Cho nên đây là tấm lòng của các anh chị em hậu duệ, và Destiny mong rằng nhiều anh chị em hậu duệ ở khắp nơi trên nước Mỹ, cũng như là những nước nào, tiểu bang nào mà chúng ta có bị những nạn dịch này đó, thì chúng ta nên giúp những người lớn tuổi bằng mọi cách có thể. Hey, well, it was just, you know, April's always a very difficult month for our community, and this is it's even worse now when the COVID-19 hit, and we realized that we have an opportunity to give back to our community, and we wanted to help veterans who sacrificed by serving in the military. So many of our own individuals and served in Vietnam as well, and so this is an opportunity to help a small business owned by a Vietnamese owner. But also be able to give back to the veterans who are homeless and in need of our kindness and generosity. Thì sau khi cô Destiny có nhà ý là muốn mang những thức ăn tới cho những người homeless veteran, những người cựu chiến binh, thì chúng tôi xin được đóng góp. Thì thật sự ra thì tất cả chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn là với cái dịch coronavirus. Thì vợ chồng chúng tôi và cô Minh Thúy mở tiệm phở Lucas ở Carytown mới được có 3-4 tháng à. Thì bây giờ thì vô cái đại dịch này, nhưng mà chúng ta là lá lành đùm lá rách, thành và cái tháng tư này đó, đối với người Việt chúng ta ở hải ngoại thì đây là một cái sự đau khổ 45 năm rồi. Thì anh bà con của tôi là tướng Phạm Văn Phú đã tự tử chết vào ngày 30 tháng 4, cũng là ngày tang của gia đình và người tang của cả đất nước. Thành ra xin chân thành cảm ơn cô Destiny và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã cho chúng tôi được đóng góp để mà an ủi một phần nào cho những người cựu chiến binh Việt Nam. Tôi làm việc trong cộng đồng người Việt quốc gia ở vùng Central Virginia này cũng được mấy năm rồi. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được hợp tác với các anh em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa để đi cung cấp thực phẩm cho một số những người cựu chiến binh của Mỹ và cũng cựu chiến binh của Việt Nam nữa. Thành ra hôm nay chúng tôi chia ra hai nhóm để đi giúp những người đó. Chúng tôi hy vọng là chương trình này sẽ được kéo dài thêm, và chúng tôi sẽ kêu gọi thêm các quý vị trong cộng đồng người Việt, những ai có thể được thì cũng đi làm những cái việc này để giúp cho xã hội. Chúng tôi là hậu duệ biệt động quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đang trong mùa dịch thì tất cả mọi người rất là hoang mang, và đồng thời đây cũng là tháng tư đen. Chúng tôi nhằm mang lại, chia sẻ lại những tinh thần và đồng thời không quên ơn những người đã từng tham chiến bên Việt Nam và những cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi là hậu duệ, chúng tôi lúc nào cũng muốn chia sẻ và giữ ngọn lửa đó để truyền lại cho những người em trẻ sau này, để nhằm lại không bao giờ quên ơn những người đã từng hy sinh cho đất nước chúng ta, để ngày hôm nay chúng ta có được một nơi
dân chủ tự do trên nước Mỹ. Và đây là những phần ăn mà nhà hàng phở Lucas tại Carytown, Richmond đã phát sẵn cho chúng tôi như thế này. Destiny được biết là trong đó là có cơm, chiên, gà và chả giò. Và một số anh em đã lấy một số hàng đi delivery cho các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi tới chỗ của Veteran Hoa Kỳ. Và Destiny cũng xin gửi lời cảm ơn những nhân vật mà đã đồng hành với Destiny hôm nay. Đó là chị Minh Thúy, giám đốc của đài VATV, anh luật sư Tony Phạm. Thì anh cũng vừa được Tổng thống chỉ định làm chánh văn phòng cố vấn pháp lý của Sở Di trú là ICE. Anh chủ nhà hàng phở Luca là anh Hoàng, anh chủ tịch cộng đồng vùng Central Richmond, Virginia đó là anh Lân, và một anh hậu duệ biệt động quân đó là anh Minh. Thì chúng tôi hôm nay, đáng lẽ là chúng tôi có nhiều người hơn, nhưng mà bởi vì trong cái hoàn cảnh bây giờ là không có được có hơn 10 người và phải có social distance, cho nên là chỉ có bao nhiêu người hôm nay làm việc, nhưng mà có sự đóng góp của rất là nhiều người. Destiny cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Destiny tường trình cho SBTN từ Carytown, Virginia.